King City, một thành phố nhỏ cách 100 dặm phía nam San Jose, vào ngày 10 cho đến 16 tháng 7 năm 2009 vừa qua. Hàng ngàn hướng đạo sinh Việt Nam khắp thế giới đổ về tham dự trại học bạn hướng đạo Việt Nam. Trại học bạn mang tên Hạnh Tiến Chính, do miền Tây Bắc hướng đạo Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Trung ương hướng đạo Việt Nam tổ chức và được sự hỗ trợ của châu Santa Clara thuộc Hội hướng đạo Hoa Kỳ. Trại Hạnh Tiến Chính là trại học bạn thế giới của hướng đạo Việt Nam hải ngoại, đã được trở thành truyền thống từ 20 năm qua. Trại Hạnh Tiến 1 đã được tổ chức tại Evelyn, Pháp năm 1985, Hạnh Tiến 2 tại Toronto, Canada năm 1988, Hạnh Tiến 3 tại San Jose, California, Hoa Kỳ năm 1990, Hạnh Tiến 4 tại Chalon-sur-Saône, Pháp năm 1993, Hạnh Tiến 5 tại Glenview, Úc Đại Lợi năm 1996, Hạnh Tiến 6 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 1998. Trại Hạnh Tiến 7 đã diễn ra năm 2002 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hạnh Tiến 8 được tổ chức tại thủ đô của người Việt tị nạn miền Nam California, thành phố Riverside năm 2006, với hơn 1.800 tại sinh tham dự. Trại học bạn Hạnh Tiến Chính là trại học bạn đầu tiên có con số trại sinh ghi danh kỷ lục là 2.656 trại sinh. Trại sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Đức và tại Hoa Kỳ. Năm 1975, Hội Hướng đạo Việt Nam bị cấm chỉ hoạt động. Rất đông trưởng và hướng đạo sinh đã từ giã đất nước thân yêu, vượt biên, vượt biển tìm tự do. Các sinh hoạt giúp ích đã đưa đến việc hình thành đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên của người di tản vào tháng 5 năm 1975 tại Đạo Hoàng. Từ ý thức tự phát hình thành các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các trại tị nạn và các đệ tam quốc gia đã làm cho Tổ chức Hướng đạo Thế giới đề nghị các trưởng hướng đạo Việt Nam tổ chức hội nghị Costa Mesa vào đầu tháng 7 năm 1983. Ngay sau hội nghị, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam được hình thành và trại học bạn hướng đạo Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại được tổ chức tại Pháp vào mùa hè năm 1985, lấy tên là trại Hạnh Tiến. Kể từ năm đó, cứ 4 năm tổ chức một lần, sau đó liên tục tổ chức các châu lục khắp thế giới, Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu. Hạnh Tiến Chính bắt đầu với Ngày Văn hóa Truyền thống Việt Nam, được tổ chức với hình thức ngày hội làn. Các đơn vị hướng đạo tham dự Ngày Văn hóa trong một làn xã Việt Nam, với các liên đoàn Bách Việt, Diên Hồng, Hoa Lư, Việt Nữ, Văn Lan và làn Bách Hộp hướng đạo trưởng niệm. Ngày hội làn mang nét truyền thống văn hóa làn xã Việt Nam trong ngày hội, với lễ tế tổ, trò chơi giang giàn. Các gian hàng mang nét đặc thù cho ba miền đất nước Nam Trung Bắc và Cao Nguyên. Một chiếc cọng tre có mái lá, chiếc cầu tre bắt qua con rạch nhỏ. Nơi cầu làn có hai câu đối, bước qua cọc làn, qua chiếc cầu tre lát lẹo đến bên trong có các gian hàng nhỏ nằm dọc theo con đường, trưng bày những phẩm vật đặc biệt của các miền đất nước. Gian hàng Nam Bộ có mái lá đơn sơ, cất chùm nước mát và chiếc cáo dừa nằm ngay trước cửa để khách qua đường dạy khác. Căn nhà lá ba gian có bàn thờ, có buồn ngủ, có chọng tre, bộ ván ngựa và căn trái bếp với nồi đất. Gánh giống, ông lò, miền Trung với chùa Thiên Mụ, cầu Tràn Tiền, miền Bắc Việt Nam với chùa Một Cột, Hộ Tây. Tiếng trống lên rộn rã, bàn thờ tổ tiên được thiết trí trên một lễ đài cao, có đủ lư hương, chư đèn, hoa quả và những chiếc lọc đỏ lọc vàng. Đúng 10 giờ sáng, hàng ngàn hướng đạo sinh và các huynh trưởng kỳ cựu hướng đạo Việt Nam sánh vai cùng các huynh trưởng thế hệ trẻ vào vị trí. Sau ba hồi truyền trống, nghi thức khai mạc ngày hội làn diễn ra. Và chương trình khai mạc ngày hội làn được tiếp diễn với lời chào mừng của trưởng ban tổ chức và lời phát biểu của trưởng Trần Anh Kiệt, trại trưởng Hạnh Tiến Chính. Tiếng trống lân lại vang lên một lần nữa, hai con lân bái lại bàn thờ tổ và nhẹ múa chào mừng. Sau đó, các trưởng được đoàn lân hướng dẫn đến viếng thăm hội làn. Ngày văn hóa Việt kéo dài suốt ngày 11 tháng 7. Tất cả dân làng viếng thăm vui chơi. Hình ảnh còn lưu lại trong trí các hướng đạo sinh tham dự trại là những chiếc áo dài tứ thân, chiếc áo the thâm, chiếc đón quai thao,
chiếc nón bài thơ của cô gái Huế, hòa nhịp với các cô gái miền sông nước Nam kỳ lục tĩnh, chân tình mộng mạc. Dân làng và khách viếng thăm được thưởng thức các món ăn của từng miền đất nước, chiếc bánh ú, chén chè sôi nước, tô bún bò Huế, miếng trầu xanh vui nồng của cô gái Bát, Bát bún mọc. Hòa trong không khí của ngày hội làng là tiếng hò miền sông Hậu, sông Tiền, câu vọng cổ, tiếng trống chèo, câu quan họ Bắc Ninh. Sau một ngày vui chơi, thăm viếng, ăn uống trong làng, khi trời về chiều, dân làng trở về vị trí của một huấn đạo sinh tham dự, tạm tiến chính, tập trung về khu khán đài chính để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc trại. Vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày, ban tổ chức cử hành lễ khai mạc trại họp bàn thạc tiến chính. Sau khi thức khai mạc là chương trình văn nghệ thạc tiến chính với chủ đề chiến trống về nguồn Việt Nam mến yêu. Có 4 hồi trống cổ truyền với hồi trống mở nước, hồi trống xây dựng, bảo vệ đất nước, hồi trống thanh bình và hồi trống về nguồn. Giới quan sát có thể thấy được nét đặc thù văn hóa của dân tộc Việt. Hầu hết các tiết mục văn nghệ lửa trại là những trang sử hào hùng thể hiện tình yêu quê hương đất nước của những con dân đang sống đời tha hương và tấm lòng thiết tha của quý trữ huấn đạo Việt Nam đối với công nghiệp của tổ tiên. Chỉ vọn vẹn 6 ngày tại trại học bạn thạc tiến chính, các trẻ sinh đã được học hỏi những kỹ năng mới qua việc tham gia các trò chơi, thi đua văn nghệ, kết bạn và sống trong một môi trường giáo dục đặc thù có một phong trào giáo dục của huân thức Tannenbaum sáng lập từ năm 1907 tại Đồn Đồn, Anh Quốc, mà nay đã có hơn 3 triệu hướng đạo sinh gia nhập.